Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ. Tập 116 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 500, tổ hợp đưa thuốc của Thiên Phạt. Ngừng, ngừng lại. Ngươi cho là ta nguyện ý nhìn cái đích của ngươi hả? Trước kia cùng nhau ngâm nước ở kỷ viện cũng không phải là chưa xem qua sao? Ca ca, nhìn thân thể gầy gò của ngươi, ghê tởm còn không kịp. Đường Nguyên khinh thường biểu môi, nhưng mà bởi vì hắn quá béo, biểu môi trực tiếp biến thành cái nhếch miệng. Đúng vậy, vỗ vỗ cái mông dày tới cực điểm, nghênh ngang đi ra cửa. Mập mạp, ngươi hôm nay đã phá hủy một cánh cửa nhà của ta, khi mà chia hoa hồng tự động khấu trừ 5.000 lượng đi. Mập mạp nói năng lỗ mãng, châm chọc thân hình hùng tráng của mình, quân mặt tà không khỏi hừng hực giận dữ quát. Hoàng kim đó! Ngoài cửa, bùng một tiếng, bàn tử nhất thời ngã xuống. Cái gì? 5.000 lượng hoàng kim? Ôi trời, cánh cửa gì mà quý vậy? Quân mặt tà chậm rãi, xử lý một chút nước trên thân thể. Bên người, tiểu La Lị Khả Nhi đỏ mặt giúp cho hắn mặc quần áo khô. Không thể không nói, từ sau khi mà xuyên diệt, sát thủ quân mặt tà kiếp trước đều là tự mình lo việc cơm no áo ấm. Hiện tại cũng đã quen với cuộc sống quần áo đưa đến tay rồi. Mặc vào áo choàng, quân mặt tà toàn thân gọn gàng. Thấy cái mặt tiểu La Lị thật là thú vị, nhẹ nhàng nhéo một cái. Tiểu La Lị thanh nằm hờn dỗi không thuận, quân đại thiếu cười ha hả, nhảy ra cửa đi tìm Ưng Bắc Không, nhờ đến quý tộc đường lấy thuốc. Quân Du Ý cùng quân Chiến Thiên đang bên cạnh chiên trống rùm beng, chuẩn bị thủ tục để nhận quản Thanh Hằng làm nghĩa tử. Hiện giờ ở trong phủ chỉ còn lại có hai vị lão gia tử Độc Cô Tung Hoành không có việc gì làm. Khi ở Độc Cô Thế Gia, nghe được quân Mặc Tà có thể trị vết thương cũ của lão, Độc Cô lão gia tử liền đã đi tới quân gia cư trú. Tất cả đều là người quen, tương lai lại là thông gia mà. Độc Cô Tung Hoành lão gia tử cũng không coi mình là ngoại nhân, đã đem cái bọn hạ nhân của quân gia sai khiến đến quay vòng vòng luôn. Hơn nữa mấy ngày nay quân Mặc Tà không có thời gian, làm cho Độc Cô Tung Hoành rất bất mãn. Vì thế Độc Cô lão gia tử trong thời gian ở quân phủ thường hò hét gian trời, giống như là bị sét đánh, có khả năng cũng kinh động khắp kinh thành như tiếng ngáy của mập mạp. Điều này đã làm cho bọn hạ nhân của quân gia nhất thời phát giác, nguyên lai phục vụ quân lão gia tử cũng là một việc hạnh phúc. Quân Mặc Tà giống như thần y, bằng tốc độ nhanh nhất trị liệu cho Độc Cô lão gia tử một lần. Thực tế không khó trị liệu, chính là ở mấy bộ vị ở trên mông ông già cắm dài cái kim châm để ngụy trang thôi, sau đó vận hành một lần khai thiên tạo hóa công trong kinh mạch của lão mà thôi. Động tác này tuy ít nhưng mà lại làm cho Độc Cô lão gia tử nhất thời toàn thân thoải mái hơn phần nữa, hô to thần y không thôi. Bất quá lão gia tử này cũng là người ngoài dụng nhưng mà bên trong lại tinh tế. Quân Mặc Tà cẩn thận châm kim xuống, hắn nghi hoặc nói thầm: cái chỗ kia trừ bỏ thịt không có cái gì khác, thực sự có quyệt dị sao chứ? Vì sao đâm mấy kim ở trên mông lại có hiệu quả như vậy được? Chuyện này đúng là kỳ quái. Sau đó, Độc Cô Tung Hoành đến hỏi mấy cái vị thần y trong kinh thành, tiếp đó hung hăng đem mấy vị thần y này mắng cho máu chó xối đầu luôn. Bởi vì mấy vị thần y này đều nhất trí, nghiêm kim vào chỗ đó, ngoại trừ cảm giác đau ra, tác dụng cũng không có gì. Không khỏi làm cho lão gia tử cảm thán: khó trách trên đời này người có thể trị được cái bệnh nặng ít như vậy chứ. Bởi vết thương của Độc Cô Tung Hoành cũng vì mấy thần y này châm nhưng mà không khỏi, sao lại không hung hăng mắng to? Đồ lang băm, lang băm hại người thôi, cùng lắm cũng chỉ có thế thôi. Vài vị thần y bị lão nhân gia chửi tức giận đến cơ hồ đương trường phát điên. Lần này mới là lần đầu tiên, mặc dù không có trừ tận gốc nhưng mà Độc Cô Tung Hoành cũng thỏa mãn tới cực điểm. Loại cảm giác thoải mái cùng khoái trá này trong 10 năm nay chưa bao giờ xuất hiện. Ban đêm, Độc Cô Tung Hoành liền cùng với quân Chiến Thiên uống rượu, chén chú chén anh, sai cho đến bất tỉnh nhân sự mà còn kêu sảng khoái. Dài thập niên không uống rượu, có thể uống không đã nghiền sao? Trong một mảnh hỗn loạn, quân Mặc Tà một lần nữa tiến vào Hồng Quân Tháp, bắt đầu một vòng phấn đấu.
Bởi vì quân Mạc Tà phát hiện trong thời gian luyện đan, nếu mà đem chân nguyên toàn bộ tiêu hao hết, sau đó khôi phục, so với liệu mạng luyện công, hiệu quả tăng cường còn muốn tốt hơn. Ở phương Nam xa xôi, hai đại hán cưỡi ngựa khí phách hiên ngang, một đường tiến lên hướng Bắc. Tọa kỵ của bọn hắn nói là ngựa nhưng mà trên óc lại có một cái sừng. Mặt cũng không dài nhưng mà nói là tuần lộc thì cũng không giống. Bốn gió lại có một dòng lông trắng giống như chanh lại đeo bao tay. Nhưng mà khi chạy lại cực kỳ thần tốc, không chỉ nói tuấn mã bình thường, cho dù là thiên lý thần câu trong truyền thuyết cũng chỉ sợ so ra cũng kém. Càng kỳ quái hơn chính là tọa kỵ của hai người vừa không có dây cương, cũng không có yên ngựa bàn đạp, hơn nữa không có mở mồm hô quát. Một con vật kỳ quái này tự tìm đường mà chạy, nhưng mà xem biểu tình của hai người thì lại hoàn toàn không đúng. Ở phía sau tòa kỵ của bọn họ đều có một cái bao rất to. Cái bao thật lớn, đã đến mức khủng bố, trọng lượng khẳng định cũng rất lớn. Trên đoạn đường đi, không có ít người hai mắt tỏa sáng, trong miệng chảy nước miếng. Bởi vì theo đoạn đường, hai cái bao lớn phát ra mùi, hẳn tất cả đều là dược liệu. Hơn nữa tất cả đều là dược liệu đỉnh cấp hy hữu. Không, phải gọi là đỉnh cấp hy hữu cũng không đủ. Phải là kỳ trân chứ, thiên tài địa bảo trong truyền thuyết mới có thể so sánh được. Chỉ có như vậy mới phát ra cái hương vị hấp dẫn người ta. Không chỉ nói là dùng, chỉ cần đi theo cái mông ngựa ngửi mùi thôi, cũng sẽ cảm thấy sảng khoái tinh thần rất nhiều. Đồ vật tốt như vậy, tự nhiên cũng sẽ có nhiều người bu lại. Cho nên, đoạn đường này, hai đại hán đi xem ra có một chút không nhàn nhã. Có vô số tiểu thương hái thuốc tới bắt chuyện, muốn hỏi giá để mà thu mua. Càng có vô số dược liệu, thế gia chú ý tới bọn hắn, đến nỗi tính toán trên đường cướp giật. Hoặc là vô số tiểu tặc họp lại tìm cách trộm, cướp bóc. Nhưng hai đại hán kia táo bạo một đường hướng Bắc, không thèm để ý chút nào. Cứ thường thường an an đi tới. Đạo tặc ao ao hỗn loạn, từng đợt rồi lại từng đợt chặn đường. Đối với hai người mà nói, giống như không có nửa điểm tác dụng, thậm chí căn bản không để vào trong mắt. Bởi vì trước mắt đã đi được nửa đường, không chỉ không chậm trễ nửa điểm hành trình, hơn nữa da áo choàng cũng ngăn nắp, một điểm bụi đất đều không có. Thậm chí hai người đi trên đường nói chuyện thoải mái nhàn nhã, giống như du sơn ngoạn thủy bình thường. Tử ca, đoạn đường này rất dài đó, bất quá đi cũng đã ghiền luôn. Đây là một cẩm y đại hán, mặt báo, hai má, râu quai nón, nhìn giống như là cây sắt. Hình thể của đại hán này làm cho mỗi một người nhìn thấy, trong đầu đều chà chà khen ngợi. Hùng tráng, dũng mãnh, uy vũ, cao lớn mà dạm dở. Lão cửu, ta nói cho đệ biết, đệ không nên vội vàng làm gì, nếu như đệ không mặt dài mày dạn kiên trì đòi đi. Ta cưỡng lão tam có mấy ngày công phu là tới, hiện tại là ngược lại. Đại hán kia so với người trước hình thể có cơ bản là giống nhau, thậm chí càng thêm cường tráng. Quả thực tựa như là một cái đầu gấu. Bất quá khẩu khí của hắn có oán giận. Không có phải đi một dạng dặm đường sóc nảy thế này, thật là xui xẻo. Tứ ca ta lần này bị đệ hại khổ rồi. Tứ ca... Ngài cũng biết rồi, lão đệ ta vài thập niên không có ra ngoài chơi đùa rồi, cơ hội lần này khó mà có được. Thuận tiện, trốn ra xem non xanh nước biếc cũng tốt chứ. Dọc theo đường đi, còn có thể hoạt động được quyền cước, thật là thời gian hạnh phúc luôn, thật là sống như là thần tiên vậy. Cẩm y đại hán cười ngốc nghếch, trong mắt tràn đầy thỏa mãn, chép chép miệng nói. Duy nhất có một chút tiếc nuối, chính là những người này không chịu nổi một đòn, khẽ đụng liền gục xuống. Thật là không có đã ghiệt. Sao mà không thấy mấy thần quyền chí tôn đi ra cướp đồ của mình chứ? Lão tử phun nước miếng vào cái vẻ mặt của ngươi. Ngươi nói nhảm cái gì? Có thể đỡ được một kích của Hoàng Kim Hổ Dương, toàn bộ đại lục có mấy người. Ngươi còn muốn thần quyền chí tôn đi ra làm cướp đường hả? Có khùng không? Với sự thông minh này của ngươi, sau này mà gặp người khác, ngươi đừng có nói là có quen biết ta nha. Lão tử ta không có ngoan thế này đâu. Sao có thể quen với những người ngu đần như ngươi? Đại hán cường tráng tức giận trừng mắt cực đại, thở than. Con mẹ nó, hạt lão tam cũng không có suy nghĩ, chính hắn không đi, còn không cho Ưng Dương đưa ca ca đi, lại nhẫn tâm bắt hai chúng ta phải chạy bộ chứ.
ta cảm thấy chậm một chút cũng không có gì là không tốt. Hoàng Kim Hổ Dương Hồ Liệt Địa gãi gãi đầu có một chút ngượng ngùng. Chỉ vì đệ hơi cao hứng mà thôi, cho nên mới nói là đệ phiền toái. Hán tử cường tráng đúng là hùng dương hùng khai sơn, nghe vậy không kích khí trách mắng. Thế mới không đồng ý cho đệ đi, để thành thành thật thật để cho Hạc Lão Tam đi có phải tốt hơn không? Nhìn trên đường đi gặp bao nhiêu phiền toái, đệ quả thật tàn sát tròn một đoạn đường luôn. Hồ Dương Hồ Liệt Địa xoay xoay tay, vẻ mặt nịnh hót. Tứ ca nói vậy không phải cũng đã nghiền sao? Tuy nhiên những người này sau lưng không ai chống đỡ cả, ngay cả một thần quyền chí tôn cũng không có, thật là thất vọng. Hùng Khai Sơn tức giận liếc hắn một cái, thở dài một tiếng, tựa hồ vô cùng buồn bực. À, tứ ca, lần này đi thiên hương cơ hội khó mà có được, chúng ta nên chơi nhiều một chút đi. Hổ Dương Hồ Liệt Địa trơ mặt ra nói, chỉ là đem thuốc đến rồi đi về không phải là cực kỳ chán sao? Không bằng là ở đây vài ngày tìm người luận bàn một chút, phóng chừng ở thiên hương cũng không có thiếu người, vạn nhất có cơ hội gặp mặt vị phong tiền bối kia, nói không chừng còn có thể chiếm được một chút tiện nghi. Ngươi ốc heo hả? Ngươi chiếm tiện nghi còn chưa đủ sao? Hùng Khai Sơn hổn hển mắng to. Ta như thế nào lại có huynh đệ kết nghĩa như ngươi? Đừng có cùng lão tử nói chuyện, thấy ngươi là thấy phiền rồi, lão tử không muốn tiếp tục nói chuyện với ngươi nữa. Tứ ca, bớt giận đi. Trời, tứ ca, ngàn vạn lần đừng có giận nữa. Hổ Dương vẻ mặt ngây ngô cười. Hùng Khai Sơn không biết nói sao, lấy tay che trán thở dài một tiếng. Đây là động tác Hạt Trùng Tiêu thường làm khi ở cùng mình. Hiện tại Hùng Khai Sơn rốt cuộc hiểu rõ tâm tình của Hạt Trùng Tiêu lúc trước. Đó là cảm giác muốn một cước đem cái tên mặt dày mày dạn này bên cạnh mình đạp cho chết mẹ nó luôn. Nguyên lai là lúc trước Hạt Lão cũng muốn đạp chết mẹ ta sao? Hùng Khai Sơn hậm hực. Cùng bà nó, trở về phải tính sổ với hắn mới được, là có thể vô số lần muốn đạp chết ta. Chương 501, kẻ đứng sau hoàng gia. Quả thật, quá đáng mà, dù sao cũng là huynh đệ. Hùng Khai Sơn trầm mặt suy tưởng, nhè răng há miệng, nhìn thấy trong ánh mắt của Hổ Dương Liệt Địa cơ hồ cùng với mình là đồng bệnh tương lân. Đương đương là một kẻ dương giả, lại bị người ta chà đạp chứ. Từ sau khi quân Mặt Tà rời đi, mấy đại thú dương kia cơ bản không có làm cái gì khác ngoài đêm ngày độc thúc thủ hạ quyền thuốc của mình tìm kiếm linh dược ở khắp nơi. Sau đó tập trung lại, rốt cuộc cũng đã gom đủ một số lượng cực kỳ khả quan, nhanh chóng hộ tống đi. Chỉ vì việc áp giải này mà bảy đại thú dương cơ hồ đã triển khai một cuộc đối đầu nội bộ, cùng một loại tâm lý giống nhau. Chuyến đi này giống như một chuyến du lịch, cơ hội khó khăn mới có được, huống chi không chừng còn có chỗ tốt, vậy thử hỏi ai mà không muốn đi. Cuối cùng, Hùng Dương cùng với Hổ Dương ý vào thực lực mạnh mẽ ra sức không ngừng, đã là hai người giành được. Phần Hạt Trùng Tiêu phải ở lại Thiên Phạt Sâm Lâm trấn thủ, chủ trì đại cuộc. Còn Hùng Khai Sơn thì khăng khăng rằng, dù sao, lão tử cũng không có chủ trì cái đại cuộc gì. Nếu mà để lão tử ở lại Thiên Phạt Sâm Lâm, phóng chừng mỗi ngày lão tử sẽ phải lập võ đài, hoặc là nếu không sẽ có một lần thú triều nữa rồi. Đối mặt với sự uy hiếp lưu manh vô sĩ như thế, Hạt Trùng Tiêu chỉ có nước dò đầu bứt tóc mà thôi. Nhưng trước khi đi vẫn phán cho hai cái tên thú dương kia một câu: dùng cái chân mà chạy, toàn bộ quyền thú có thể phi hành cấm không được nhúc nhích, giúp hai tên này. Hạt Dương lên tiếng: còn có phi hành quyền thú nào dám dẫm đẫm? Vì thế Hùng Khai Sơn trên đường đi cũng chịu nhiều quỷ khuất. Nhưng mà Hổ Dương thì trái lại nghe, vài chục năm gần đây căn bản không có rời khỏi Thiên Phạt, xem ra mọi thứ bên đường đều rất mới mẻ, mọi thứ làm cho hắn cực kỳ hưng phấn. Cái này làm cho quỷ khuất của Hùng Khai Sơn đang cố nén, cuối cùng nhịn không được điều phát tiết trên người của hắn. Kim Đông Thành, hoàng gia. Một lão giả áo tím đang ngồi yên tĩnh ở giữa phòng khách, đầu bạc, chân mày cũng bạc, lông mi bầy xéo, ngay cả thanh sắc cũng bất động. Tất cả làm cho người ta có một cảm giác bất an dị thường. Nhưng mà người này lại có hai má hồng hào, bóng nhẵn, cùng với cái đầu bạc thật là không cần xứng.
giống như là bộ dạng đang ở tuổi 30-40, hồng hào lại có đầu bạc. Hai mắt hơi híp lại, nhưng mà chớp động cũng như có một tinh quang lóe ra. Thân hình tuy rằng không có động, nhưng mà toàn thân tỏa ra khí chất cuồn cuộn như núi cao biển sâu. Không cần suy nghĩ, không thể nào dò xét. Cứ ngồi lặng lặng như vậy, lúc đó người này giống như đã muốn hòa vào trong thiên địa. Cùng với vũ trụ, thiên địa đã dung hợp thành một thể rồi. Thiên nhân hợp nhất. Lão giả áo tím này hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới còn siêu việt hơn Chí Tôn. Bên cạnh của hắn còn có 5-6 lão áo tím. Coi ra tuổi tác cũng không nhỏ, tóc hoa râm cũng đang ngồi một bên. Đáng chú ý nhất là xem ra bọn hắn ăn mặc rất giống nhau. Nhưng mà nhìn cẩn thận có thể nhìn ra được lão giả áo tím kia từ ống tay áo đều có viền một dòng chỉ màu vàng. Chỉ còn mấy tên áo tím còn lại thì thiêu viền bạc. Một cái là vàng, một cái là bạc cũng đủ nhìn ra thân phận cao thấp khác nhau, cấp bậc khác nhau. Lại còn có một người trung niên, 30-40 tuổi, ống tay áo cũng có một dòng chỉ vàng. Mặt chữ điền, mày rậm, lại có cặp mắt dài nhỏ. Trung niên áo tím này cũng là người trẻ tuổi nhất, nhưng mà hắn vẫn có thể cùng ngồi với lão già kia sánh vai cùng một chỗ, dường như là đồng cấp. Tám người lặng im uống trà, thật lâu sau chưa từng phát ra một tiếng động. Những hạ nhân của hoàng gia đều không thấy ai, chỉ thấy một nha hoàng xinh đẹp cẩn thận bưng trà rót nước. Mà hoàng gia chủ hoàng quân điệu bộ tươi cười nịnh hót nhấp nhổm mông trên ghế. Thực ra hắn chỉ ngồi có nửa cái ghế. Bên kia là nhị đệ hoàng nhạc quán, so với ca ca còn thảm hơn, sắc mặt trắng bệch biểu hiện run rẩy, nhưng mà trong ánh mắt lại có sự hưng phấn không nói nên lời. Chuyện đó như thế nào? Sau một lúc lâu, lão giả áo tím buông lỏng mí mắt hỏi một câu không đầu không đuôi. Tin tức toàn bộ đã truyền ra ngoài, tin rằng Tam Đại Thế Gia hẳn cũng là đã biết. Bất quá có mấy vị tổ tông cùng các vị tiền bối trấn thủ, hoàng gia của chúng ta lần này nắm chắc phần thắng, không một chút sơ hở. Quân gia, Đường gia, Độc Cô gia là những gia tộc nhất lưu, nhưng dù sao cũng là người trần mắt thịt, làm sao có thể so sánh được với thần uy của các vị tiền bối, một nửa điểm cũng không bằng được. Chỉ có hoàng quân nhỏ nhẹ lên tiếng cung kính trả lời. Lão phu đã trải qua 79 năm không có xuất hiện ở nhân gian, không ngờ nhân gian bây giờ lại có biến hóa bể dâu như vậy. Lão giả áo tím nặng nề hư một tiếng, mí mắt vẫn chưa nâng lên, u ám nói. Nhớ năm đó, hoàng gia của ta không tính là một siêu cấp thế gia, nhưng là bởi vì lão phu nên xem chừng cũng không ai dám gây chuyện. Hiện giờ cái đám con cháu bất tài lại để cho gia tộc lụng bại đến mức này. Thật sự làm cho kẻ khác đau lòng. Nếu không gì còn nghĩ đến các ngươi là huyết mạch trực hệ của hoàng gia, lão phu thật sự muốn đem một tát tiễn huynh đệ của các ngươi xuống hoàng tuyền, tránh làm ô nhục cho hoàng gia. Lời nói vừa xoay chuyển, cặp mắt bỗng mở ra, một luồng tinh quang bắn thẳng vào mặt của hoàng quân. Ngươi là một tên súc sinh chẳng ra gì, lại có thể để cho người khác cưỡi lên đầu lên cổ, khi mà bị nhục như thế còn nén giận, nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Địch thần nhi tử bị giết, hơn nữa cơ nghiệp đã bị hủy, lại vẫn muốn đi lên cầu cạnh cửa nhà người ta, mong người ta hạ thủ lưu tình. Cho ngươi một cái mạng sao? Thật là chuyện quá nực cười. Chẳng lẽ không biết bây giờ là thời điểm vận mệnh của mình phải nắm ở trong tay của mình sao? May mắn là lão phu đến đây đúng dịp, bằng không uy danh của hoàng gia chẳng phải là bị con cháu bại hoại các ngươi phá hoại sạch sẽ sao? Dần, lão tổ tông ngu giận là chắc trai vô năng, bất lực làm nhục hoàng gia gia tộc. Hoàng quân liên tục la mồ hôi, quỳ xuống đánh bùm một cái. Coi như lòng ngươi còn có một chút liêm sĩ, đứng lên đi, động một chút lại quỳ xuống, có lợi ích gì, phục lại côn trùng sao? Lão giả áo tím hiếp mắt. Bất quá, chỉ là ba thế gia thế tục, liền vọng tưởng có thể vũ nhục hoàng gia ta. Thật sự là quá mức rồi, không biết trời cao đất rộng. Hơ, muốn chết hả? Nếu không, làm cho bọn họ vĩnh viễn nhớ kỹ lần giáo huấn này, chẳng phải là rất tiện nghi cho chúng sao? Tôn Nhi, xin hỏi ý của lão tổ tông là... Hoàng quân có một chút thấp thỏm không nghiêng, hắn cũng đã hơn 50 tuổi,
Nhưng mà tại đây, vị lão tổ tông ở trước mặt lại không tự kiềm hãm được cảm giác của mình, cũng như một hài tử lên ba. Điều kiện cứ dựa theo lúc trước mà làm đi, bất quá điều kiện hà khắc như vậy, ta phỏng chừng tam thế gia đều sẽ không tiếp nhận. Cho nên, chỉ cần bọn hắn làm ra cái tuyên bố xác định không tiếp thụ, chúng ta còn có cớ để mà dẹp yên bọn chúng. Tam đại thế gia lại có thể thế nào? Nói cho cùng cũng chỉ là tam đại thế gia thế tục. Nếu là quả thật chọc giận lão phu, có thể khiến cho tam đại thế gia này chó gà không còn cũng không phải là gì khó. Dạ, hoàng quân trong lòng mừng thầm, đây cũng là nguyện ước của hắn, trảm thảo tu trừ tận gốc. Hiện tại của lão tổ ở đây, hoàng gia đương nhiên có thể hoành hành rồi, nhưng mà lão tổ tông không khẳng định là lần sau có muốn trở về, khi nào thì ra đi cũng không biết. Mà tam đại thế gia còn ở đó, nói chi xa, có một nhà còn tồn tại, hoàng gia cũng khẳng định xong luôn. Cho nên, có hoàn toàn đem ba thế gia hủy diệt biến mất trên đời mới là nhất lao vĩnh vật chi đạo. Hoàng lão, việc này chỉ sợ phải còn cân nhắc kỹ. Chủ ý của tổng chủ là cho chúng ta tra xét cái chuyện thực hư của Diệp Cốt Đan. Mà chỗ đấu giá kia chính là quý tộc đường, chính là quân gia cùng với đường nguyên, mà độc cô thế gia cùng quân gia chính là quan hệ thông gia. Nếu là một vị áo tròn tím cười cười, từ từ cân nhắc một chút cẩn thận nói. Việc này đương nhiên, lần này đoàn ngươi cùng với thiếu tôn chủ đi ra, hoàng mổ ta tự nhiên sẽ không có chuyên quyền độc đoán. Vị hoàng lão âm u cười ha hả nói, đến tột cùng là việc như thế nào, hiển nhiên là còn muốn nghe ý kiến của thiếu tôn chủ. Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía một vị áo tím đính vàng khác một cái, hắn cũng chính là người trẻ tuổi nhất. Trung niên nhân kia nguyên lai là mộng nguyễn huyết hải thiếu tông chủ, chẳng thể trách hắn còn trẻ như vậy cùng với hoàng lão đầu ngang dài ngàn dễ. Trung niên nhân đúng là lòng tràn đầy buồn bực, thầm nghĩ hoàng lão ngươi đều đem thái độ biểu đạt quá rõ ràng như vậy rồi, ta có thể nói không đồng ý sao? Nếu nói không đồng ý quyết định của ngươi, chẳng khác nào đương trường bẻ mặt đấu tranh nội bộ. Hoàng lão ngươi ở mộng nguyễn huyết hải cũng có một chút danh phận, sao ta dám làm gì? Ngay trước nhiều người như vậy mà bác bỏ ngươi, ngươi không nổi đó mới là lạ. Nhưng mà nếu hoàn toàn dựa theo quyết định của ngươi, Diệp Cốt Đan làm sao bây giờ? Giết nhầm vài người thế tục, đương nhiên không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà vấn đề là những người này cũng cùng Diệp Cốt Đan có quan hệ. Diệp Cốt Đan hiện tại có thể quan hệ đến mộng nguyễn huyết hải cùng với hai đại thánh địa khác. Về phần thiên phạt xâm lâm bị cái vị thiếu tông chủ này bỏ qua, trầm ngâm một hồi mới nói, hoàng lão, người nhà gặp chuyện lăng nhục như thế, chúng ta tự nhiên không thể không quản không hỏi rồi, như vậy chẳng phải là làm cho người ta xem nhẹ mộng nguyễn huyết hải chúng ta sao? Thù đương nhiên phải báo, tức hận đương nhiên phải phát tiết rồi. Chương 502 tra hỏi. Hắn nói tới đây, thấy trên mặt của hoàng lão lộ vẻ vui mừng, vuốt râu mỉm cười, lúc này mới nói tiếp. Nhưng mà chúng ta cần phải đem hai chuyện này phân biệt rõ ràng. Mục đích chính của chúng ta là Diệp Cốt Đan. Việc này không thể thất bại. Hơn nữa cái mối thù của hoàng gia cũng cần phải báo. Chuyện này cần cân nhắc kỹ. Mong là hoàng lão có quyết định. Lời hắn nói cực kỳ kín kẽ, ai cũng không thể bắt bẻ gì. Nhưng mà cũng nói rõ ràng trong đó, mục đích Diệp Cốt Đan cũng không thể bỏ qua, đó mới là điều quan trọng nhất. Sau một lúc cân nhắc, hoàng lão nói, trước mắt có thể thấy được rằng Diệp Cốt Đan có quan hệ với quân gia và đường gia. Chúng ta có thể dùng vũ lực thăm dò phương thức chế tạo và xuất xứ của Diệp Cốt Đan. Như vậy thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết, không kể là quân gia hay là đường gia, kể cả độc cô gia cũng có thể diệt đi, không cần băn khoăn. Lời hoàng lão không sai, nhưng mà trước khi cái việc Diệp Cốt Đan kết thúc, chúng ta không thể động thủ đối với quân gia và đường gia. Thiếu tông chủ nói một cách bình tĩnh, điều đó là tất nhiên. Nhưng mà nếu muốn dùng nắm đấm để mà hỏi việc Diệp Cốt Đan, thì dựa vào lực lượng của hoàng gia chúng ta, ngàn lần không thể làm được. E rằng cần cả mấy người ra tay mới được. Hoàng lão nhìn mấy người mặc áo bào đen cười âm trầm. Thiếu tông chủ nhẹ gật đầu, những người kia cũng ôm quyền hành lễ, vì sự nghiệp chúng ta sẽ cố gắng hết sức.
Hoàng lão đồng ý một tiếng nói, việc này không nên chậm trễ, đêm nay sẽ lập tức hành động thôi. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên bén nhọn như mũi tên, mang theo sát khí rợn người. Nguyệt hắc phong cao dạ, sát nhân phóng quả thiên. Lời tiên đoán của Quân Mạc Tà ứng nghiệm làm cho Đường Nguyên nguyên rủa hắn không thôi. Đúng là cái mồm quạ đen, nói gì thì nói, không có việc gì là hảo sự cả. Quý tộc Đường được một đêm hỗn loạn, cao thủ như mây đi tới đi lui hết đám này đến đám khác, dường như là không ngừng nghỉ. Một đêm không yên tĩnh. Hai đại cao thủ Hải Trầm Phong và Tống Thương phải ứng phó đến mệt nghỉ, liên tục phái đến 3-4 nhóm không ngừng nghỉ. Ngay cả bản thân cũng không được ngồi yên một chỗ, đi lại liên tục, mệt mỏi chưa hề nghỉ ngơi, chạy đông chạy tay. Hai người giận dữ đến cực điểm. Còn bà nó, cái tên mập này không ngờ bắt chúng ta không được ngủ rồi. Vì thế, hai đại cao thủ đuổi theo rất điên cuồng, hai mắt đỏ rực, lao đến cái nhóm nhân mã kia đến mức gà bay chó chạy, nhằm phát tiết cái cục tức trong lòng. Cuối cùng mới dương dương tự đắc quay trở về, nhưng mà khi trở về thì Đường Nguyên cũng đã xong xuôi. Hai người Hải Trầm Phong bị dụ đi khỏi, Đường Nguyên đang ngủ trong phòng thì cửa sổ vô thanh vô tức mở ra, hai bóng người nhẹ nhàng tiến vào, không gây ra bất cứ tiếng động nào, chậm chậm tiến đến. Đường Nguyên vẫn cứ ngủ ngon lành như trước, thậm chí trong mơ còn nói lảm nhảm cái gì đó. Nhìn cái đống thịt to lớn trên giường, hai người bọn họ nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu. Cái tên này cũng quá béo đi, vốn tính bắt hắn đi từ từ rồi tra khảo, nhưng mà nhìn thấy hình thể của hắn so với con voi còn khủng bố hơn. Hai người không hẹn mà cùng nhau có ý định bỏ qua suy nghĩ này. Mang theo một đại hán tử như vậy, đừng nói là không gây ra động tĩnh gì, ngay cả muốn ra khỏi cửa của quý tộc Đường cũng có một chút khó khăn. Mục tiêu quá lớn, căn bản không cách nào che giấu. Ba ba hai tiếng động vang lên, Đường đại thiếu vẫn ngủ ngon như trước. Một người kia tức giận nắm lấy áo ngủ của Đường Nguyên, ý muốn kéo hắn ngồi dậy. Cái bụng trơn tuột của hắn cứ thế mà kéo dài thẳng cho đến chân, phía trên thì trải dài ra che kín cả mặt. Đường Nguyên vẫn cứ hai tay khoanh lại, đầu nghiêng về một bên, nước miếng chảy ra, thế nhưng vẫn cứ vừa ngủ vừa ngáy. Ồ, phục thật luôn. Hắc y nhân vừa tức giận vừa buồn cười, thở dài một tiếng. Cái tên còn lại đề nghị, không được, bởi vì như vậy bàn tử này sẽ la lên, chỉ sợ trong chốc lát có thể chấn động khắp nơi, động tĩnh lớn qua lại không tốt đó. Hắc y nhân mang theo Đường Nguyên thở dài, cái tay kia vươn ra nắm lấy mũi của Đường bàn tử, chỉ cảm thấy trơn tuột như bô dậu, giống như là đại tràng của con heo chưa qua xử lý vậy. Hắc y nhân cố gắng ghê tởm tiếp tục nắm lấy. Đường Nguyên đang ngủ bỗng nhiên cảm thấy không thể. Đường Nguyên đang ngủ bỗng nhiên cảm thấy không thể thở được, mở miệng hít lấy hít để, sau đó mũi của hắn phát ra tiếng phì phì, cuối cùng mới mở mắt ra. Ngay lập tức một cục đờm phóng ra sau một tiếng ho khan. Tên hắc y nhân đang nắm mũi của hắn ngàn lần không ngờ được bàn tử mang tiếng là thế gia công tử lại có một chút không phong thái chút nào, lập tức muốn tránh thì cũng tránh không kịp, liền bị phun ngay lên cổ. Lập tức cảm thấy nhờ nhớp cực kỳ khó chịu, suýt chút nữa nôn tất cả cơm cháo trong bụng ra ngoài rồi. Vội vàng dùng tay chân lao đi, sau đó dùng tay lên gầm nhẹ. Cái thằng mập, con mẹ ngươi đừng có nhúc nhích, nếu mà ngươi có hành động bậy bạ, lão hù cắt cổ ngay lập tức. Lúc này Đường Nguyên mới giật mình, không ngờ chính mình lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Hắn mở to nhãn châu, đang định kêu cứu thì nghe được cái câu uy hiếp, đành phải nén lại. Trong cổ họng của hắn vang lên nhưng mà âm thanh như là gà mái đẻ trứng vậy, nhưng mà không có tiếng nói phát ra. Ta hỏi người, Diệp Cốt Đan để ở đâu? Nhanh chóng vào ra, ta sẽ lưu cho ngươi một mạng. Tên bịt mặt áo đen hỏi với vẻ hung ác. Hắn vốn tu tâm dưỡng tính nhiều năm rồi, vốn không có dễ dàng tức giận như vậy, nhưng mà lần này thật sự lật thuyền trong mương, bị cái tên mập thấp kém kia lại trong tình huống không có lực hoàn thủ phun ra một cục đồm vào cổ của mình, trong lòng một nỗi bực tức không thể nói thành lời. Diệp Cốt Đan sao? Đường Nguyên đang mơ mơ màng màng cuối cùng cũng tỉnh ngủ, đột nhiên gào khan một tiếng. Quân Mạc Tà, cái con mẹ ngươi, là một cái tên mồm quả đen mà. Ngươi câm miệng.
Câm miệng lại cho ta. Cô phải không muốn sống nữa phải không? Cái tên bịt mặt áo đen tức thì nổi giận, nắm lấy thịt của Đường Nguyên mà nhéo, đồng thời lấy tay che miệng của hắn lại. Đường Nguyên đau đến cả người rung lên, nhưng mà tiếng kêu chỉ có thể ư ử trong cổ họng, không phát ra ngoài được. Diệp cốt đan rốt cuộc để ở đâu, do ai luyện chế, phương thuốc chế tạo ở đâu? Cái thằng mập, nếu mà ngươi không nói, lão phù sẽ hút mỡ của ngươi để mà đốt đèn đó. Ngươi bịt mặt áo đen uy hiếp trắng trợn. Ta nói mà, ta nói. Hảo hán không chấp cái thiệt ở trước mắt, Đường Nguyên lập tức chịu khuất phục. Đau, nhưng mà đầu tiên ngươi buông cái nhũ đầu của ta ra trước chứ. Nguyên lai, lúc trước chụp vào người của bàn tử mà nhéo, cái tên mặt áo đen đã chụp trúng ngực của bàn tử. Vừa nghe câu cuối cùng, tên kia liền ngẩng mặt ra, sau đó chuyển màu tím ngắt. Sau đó, hắn phát hiện ra tay của mình chính thức là đang nắm ở chỗ đó. Bực mình, mắng một tiếng, dội dàng buông ra. Ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là cái dấu? Con bà nó chứ. Tiểu tử ngươi, nói nhanh lên đi. Lão nhân phát điên lên rồi. Diệp cốt đan là ai luyện chế? Kỳ thật, ta cũng không rõ đâu. Đường Nguyên nhếch môi lên, vội vàng nói. Đến cả phương thức luyện chế ta còn không biết mà, ta chỉ là tên đấu giá nhỏ nhoi thôi. Còn mẹ ngươi, ngươi dám đùa giỡn với ta sao? Cái tên bịt mặt giận tím mặt, lấy tay kẹp cổ Đường Nguyên. Ngay lập tức, Đường Nguyên có ý phản kháng. Tuy ở trong tình cảnh này, nhưng mẫu thân là người mà Đường Nguyên kính trọng nhất. Nghe thấy cái tên này mắng mẫu thân của mình, liền giận tím mặt, quên rằng mình đang trong tình cảnh nguy hiểm, dễ dụ mắng. Ta ít cái con bà ngoại ngươi, ta chưa nói xong mà, lão Dương bát đảng này, ngươi dám mắng ta hả? Bàn bàn hai tiếng vang lên, miệng của Đường Nguyên bị che lại. Lúc này mồ hôi trên trán như những hạt đậu rơi xuống, bởi vì vừa nói câu này, hắn đã ăn hai cái bạt tai. Nói tiếp đi, thành thật mà khai. Cái tên bịt mặt tức giận nói, liên tiếp ăn đau khổ, Đường Nguyên đành chịu phục. Thành thật bắt đầu nói, vừa nhanh vừa dội. Nhưng mà Diệp Cốt Đan không có ở chỗ ta đâu. Đan dược quý như vậy luôn để ở quân gia. Những lần trước cũng vậy thôi. Trước khi mà đấu giá mới bí mật đưa đến. Dù sao những cái thứ này quá quý giá, để ở quý tộc đường không có an toàn. Dạng nhất có bị mất, có giết ta cũng không có đền bù được đâu. Ở quân gia sao? Hai người bịt mặt nhìn nhau, gật gật đầu. Bàn tử nói cực kỳ hợp lý, vốn là trùng với phân tích của bọn chúng, cho nên tình ngày đặt ở nơi nào của quân gia? Hỗn trướng, quân gia lớn vậy làm sao mà tìm được? Tiểu tử người không có tác dụng, có thể chết được rồi đó. Cái tên bịt mặt áo đen dẫn nén âm thanh hung dữ tra khảo. Đừng nha, ta nói mà, cái vật đó ở Nhã Hương tiểu trúc diện đó. Đường Nguyên hoảng sợ, tha mạng, ta cái gì cũng nói mà, ngàn lần không nên giết ta. Phế vật rất là sợ chết. Nhã Hương tiểu trúc là nơi ở của nữ nhân quân mặt tà Quảng Thanh Hằng, có phải không? Hai tên bịt mặt nhìn nhau gật đầu, xem ra hiểu biết về quân gia không ít. Đúng là chỗ đó. Đường Nguyên gật đầu như gà mổ thóc. Nhã Hương tiểu trúc đã biết nơi này thì có thể nắm chắc rồi. Hai tên bịt mặt nhìn bàn tử với vẻ xem thường. Ai cũng nói mấy cái thằng mập mạp á là sợ chết nhất. Quả nhiên đúng là không phải giả mà. Chương 503, nửa đêm gõ cửa quả phụ. Đường Nguyên trong lòng thầm mắng, già dạt người mới không sợ chết. Già dạt người đây thuần túy đang lừa hai cái chạy gỗ ngu ngốc các ngươi thôi. Nhưng ngoài miệng lại đang gian sinh tha thứ. Hai vị đại hiệp, ta đơn thuần chỉ là một cu ly thôi. Trong quý tộc đường đều không có địa vị gì khác cả. Hai vị đại hiệp rủ lòng thương, ta trên có mẹ già 80 tuổi rồi đó, thiệt á, dưới còn có trẻ nhỏ gào khóc đòi ăn, các người đại từ đại bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Hắn còn chưa nói xong, hai hắc y nhân bịt mặt đồng loạt rùng mình một cái, thật sự quá vô sĩ. Cái tên mập này cầu xin tha thứ vô sĩ đến như vậy là cùng. Trên còn có mẹ già 80, dưới còn có trẻ gào khóc đòi ăn, ngươi còn chưa có thành thân đó. Theo như lời tình báo, mẫu thân của ngươi còn chưa tới 40 tuổi. Lấy đâu ra cái lão mẫu 80? Chứ, 80 tuổi hả? Nói về bà cố nội của ngươi may ra còn đúng.
thân ảnh hai người chợt lóe lên, tốc độ nhanh tới cực điểm, bỏ đi không một dấu vết. Tiếp tục tra hỏi cái tên mập này, có khi gì nghe hắn nói mà thấy ghê tởm tới chết luôn. Đường Nguyên nhắm mắt lại cầu xin tha thứ nửa ngày, vừa mở mắt phát hiện người ta không biết đi đâu rồi. Cái sự việc này khiến cho hắn có cảm giác giống như trải qua một cơn ác mộng không có thật vậy. Bỗng nhiên có một tiếng kêu bén nhọn, thống khổ, kinh phách tâm can, giống như cha chết vang lên kinh thiên động địa. Người đâu? Mau, mau tới đây, có đại sự xảy ra rồi. Âm thanh to rõ, một giọng nam truyền đến giữa bầu trời đêm yên tĩnh, không chỉ có quý tộc đường mà tụ lại mọi người đang ngủ say xung quanh dài dặm quý tộc đường, đồng loạt bật dậy, khiếp sợ mà tỉnh ngủ. Thanh âm này thật sự rất ghê người. Xa xa, hai hắc y nhân bịt mặt đang bay dung dút ở tốc độ cao kia, một người đột nhiên lảo đảo, cơ hồ muốn té xuống. Hai người đều nhớ rõ, không hề gây thương tổn cho cái tên mập mạp kia, tại sao mà hắn lại kêu thê thảm vậy chứ? Hải Trầm Phong cùng với Tổng Thương lúc này trở lại thấy Đường Nguyên, đúng là kinh hồn động phách, ngồi trên giường đang phát run lên. Theo hơi thở dồn dập của hắn, một thân thịt béo rung lẩy bẩy lên. Sao lại thế này? Rốt cuộc tại sao? Hai người xoay trở như gió nhào vào trong phòng. Sao lại thế này? Hai người còn không biết xấu hổ, hỏi ta sao lại thế này? Đường Nguyên rốt cuộc lấy lại tinh thần, lòng đầy căm phẫn, nước miếng dằn khắp nơi. Đường Bàn Tử tức giận, bất bình rống to, rống một lúc mới phát hiện Hải Trầm Phong cùng Tống Thương vừa rồi mới ở đây cũng đã không thấy. Xem ra cái chuyện mập mạp muốn giảm cân thật sự là một chuyện chính khó khăn, là một chuyện chân chính. Xem ra chuyện mập mạp muốn giảm cân thật sự là một chuyện chân chính khó khăn. Mai Tuyết Yên cùng với Xà Dương Thiên Tầm ở Thiên Nam trên đường đến Thiên Hương Thành cũng đã cùng Quản Thanh Hằng có một chút hợp ý, nay được gặp lại đồng tình thêm bội phục. Hiện tại ba người ở cùng một chỗ, đương nhiên thái độ có một chút thân thiết. Ba người ba gian phòng, Quản Thanh Hằng ở giữa. Đêm nay ba người như thường lệ nói chuyện đến khuya mới đi ngủ. Nghe được sự tích nguyên bản về quần là áo lụa của Mặt Tà, Mai Tuyết Yên cùng Xà Dương hai người đều vẻ mặt cười cười. Tự nhiên hiện tại ba người các nàng đều nghĩ khi đó chính là quân Mặt Tà giả tạo, thật khó cho hắn giả bộ giống vậy. Đệ nhất quần là áo lụa của Thiên Hương Thành, phá gia chi tử, thế nào mà dễ dàng giả tạo? Giả dạng người xấu muốn giả dạng được cũng là một việc rất tốn tâm lực. Mà Quản Thanh Hằng hiện tại đúng là phong ba vừa qua khỏi, trong lòng hãy còn không yên. Đột nhiên xuất hiện hai người có thể chia sẻ tâm sự cũng khiến cho trong lòng thư thái. Trong mấy ngày này có hai nàng làm bạn, dần dần có một chút dứt bỏ bóng ma ngày xưa, có một chút vui tươi hơn, không giống như lúc trước luôn mang mặt co mày cáo, tâm sự nặng nề. Đêm nay ba nữ mới vừa dặn tách ra đều tự trở lại phòng, đang muốn cởi áo đi ngủ, đột nhiên Mai Tuyết Yên nhướng mày, một ngụm dập tắt ngọn đèn ở trên bàn. Nàng mẫn tuệ cảm nhận được hai cổ hơi thở cường đại chính trực thẳng về hướng bên này mà đến. Quả nhiên là có người thực lực cường đại. Trong chốc lát, Xà Dương Thiên Tầm cũng đã phát giác, thùng thùng gõ cửa sổ. Mai Tuyết Yên hừ lên một tiếng, ý bảo an tâm một chút, chớ có nóng nảy. Trong bóng tối, Mai Tuyết Yên trong mắt hàn quang lóe ra, có mình ở đây cũng có người muốn động thổ trên đầu Thái Tuế sao? Thực lực thường nhân sao có thể để vào trong mắt của vị thiên phạt chí tôn này? Xà Dương Thiên Tầm là nhân vật bực nào, nhảy mắt đã muốn hiểu ý, nhất thời toàn diện thu liễm toàn bộ hơi thở ở trên người, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ám dạ nặng trĩu, hai đạo thân ảnh so với màn đêm còn cảm giác u ám hơn, dùng tốc độ bay lượn trên không mà đến, không một tiếng động đáp xuống trước cửa tiểu viện. Ánh mắt hai người lóe ra tinh quang, đồng thời nhìn về phía bản hiệu tiểu viện, Nhã Hương Tiểu Trúc. Chính là ở đây, hai người nhìn nhau, đồng thời thấy được ánh mắt khẳng định của đối phương. Tựa như là địa phương của thế lực không đáng cho hai người lưu tâm. Hai người thân hình nhẹ như lông chim, chỉ chợt lóe thân đã tiến vào bên trong tiểu viện, tiếp tục chợt lóe thân đã đến trước cửa. Đúng là xuất sinh địa thành thốn, hai nhân loại này đã đạt đến thành tựu đỉnh cao về khinh công. Mai Tuyết Yên đồng tử co lại,
nàng như thế nào, không tiên liệu trước cái người tiến đến quân gia làm đạo tặc, không ngờ là hai vị chí tôn đại cao thủ. Nếu chỉ luận về tu vi, tùy tiện lấy một người ra để mà so với Thảo Nguyên Ưng Bắc Không cũng không chút thua kém. Hai người này tuy rằng đều che mặt, không muốn người khác nhận ra, nhưng mà Mai Tuyết Yên đại khái đoán ra được. Nếu không phải đến từ Độn Thế Thiên Cung thì là Kim Thành Chí Tôn hoặc là Mộng Nguyễn Quyết Hải. Phóng nhãn cả trần thế, ngoài ba cái địa phương này, không có địa phương nào khác có thể sử dụng hai vị chí tôn cao thủ làm cái nghề đạo tặc. Thậm chí địa phương khác, cho dù có tâm thì cũng không có năng lực đồng thời cử ra hai vị chí tôn tuyệt đỉnh cao thủ đi làm ăn trộm được. Trong nháy mắt, hai người này đã lướt tới cửa, làm như nghiền tài lắng nghe một hồi động tĩnh bên trong gian phòng, rốt cuộc tuyển định mục tiêu. Bởi vì Mai Tuyết Yên gian đối diện với phương hướng của hai chí tôn, hơn nữa Mai Tuyết Yên cố ý phát ra âm thanh của người chưa ngủ. Điều này đã làm cho hai vị chí tôn cao thủ không hẹn cùng nhận định gian phòng này là chỗ cần tìm. Hỏi cung đường nguyên làm cho hai người vô cùng tin tưởng, không một chút lo lắng. Ai có thể tưởng tượng được một kẻ sợ chết như Đường Bàn Tử có thể sắp đặt một cái bẫy vô cùng tinh vi như vậy được. Cho nên hai người hoàn toàn không có băn khoăn, trực tiếp ngông nghênh tiến lại đây. Cũng không trách hai người khinh thường, tin tức của quân gia có tuyệt thế cao thủ, người trên đại lục không người nào không biết. Thậm chí truyền thuyết còn nói, chống lưng cho quân gia phía sau là một tuyệt thế cao thủ đương thời, là tồn tại tuyệt đối vô địch. Nhưng mà tin tức như thế, hù dọa người khác thì còn có thể. Đối với Mộng Nguyễn Quyết Hải mà nói, tin tức như thế lại là một chuyện cực kỳ buồn cười. Vô địch, người nào dám xưng chính mình vô địch, còn lại là tồn tại vô địch ở cõi đời này, đương thời đứng trước một trong tám đại thánh địa, Mộng Nguyễn Quyết Hải xưng vô địch sao? Quá là một chuyện đáng cười. Thiên hạ chân chính cường giả, chỉ cần một khi đạt được chí tôn, tam đại thánh địa sẽ có người dẫn đến nhập thánh địa rồi. Danh nghĩa thần thánh thật sự, vì toàn bộ tương lai hòa bình của đại lục, cùng tu luyện quyền công chí cao vô thượng, trù bị cho cuộc chiến đoạt thiên. Cường giả đều không có lý do để mà từ chối. Có thể nói, ở tam đại thánh địa, trong mắt của mọi người, trần thế đã sớm không có cái gì gọi là cao thủ. Ngay cả nội số chí tôn có bận một hai việc cũng không thể tức khắc tiến nhập, cũng đều hẹn ước kỳ hạn để mà tiến nhập. Tự đợi đến khi cho bọn hắn xử lý tốt sự tình, đều đưa tin đến tam đại thánh địa. Thiên hạ cường giả vào hết bàn tay ta rồi. Nói đến cao thủ du địch của quân gia kia, thật là muốn gặp mặt mở màn kiến thức. Mộng Nguyễn Quyết Hải tiến đến 8 người, tùy tiện một người trước kia cũng là phong quan vô hạn. Có người nào không phải là chí tôn cường giả? Cái gọi là cao thủ làm sao có thể để trong mắt của bọn hắn? Cho nên hai vị hắc y có đủ tự tin thế lực tục gia căn bản khó có thể làm được gì mình. Trước mắt cũng như là tiến nhập trong nhà của mình thôi. Phải biết rằng phòng này chính là chỗ của Quản Thanh Hằng. Quân gia còn chưa có chiếu cáo thiên hạ thu nàng làm nghĩa tử. Hiện tại trên danh nghĩa nàng vẫn là cháu dâu của quân gia, là vợ Quân Mặc Ưu. Tục xưng cũng chính là quả phụ. Nửa đêm gõ cửa quả phụ, bực tình sự này hai vị cao thủ Mộng Nguyễn Quyết Hải lại có thể làm ra được. Bên trong truyền ra một âm thanh mềm mại. Là ai? Hai vị hắc y bịt mặt có một chút xấu hổ nhìn nhau. Hai người tuổi cũng không ít, đều là lão nhân gia 1-200 tuổi, ngay cả thực lực cũng vô cùng mạnh. Thân phận cao như thế nào, làm sao mà nhận ra cái chuyện đang làm không đàng hoàng đến mức nào. Bất quá vừa nghe âm thanh của nữ tử, vừa rồi cơ bản có thể xác định được bên trong chính là Quản Thanh Hằng. Cho nên hai người xác định mục tiêu, lập tức quyết định không đáp lời, trực tiếp áp dụng hành động. Bàn tay hơi động một chút, hai cánh cửa vô thanh vô tức hóa thành nát bấy, hai bóng người chợt lóe mà vào. Đúng là Đạp Tuyết Vô Ngân Truy Phong Ngự Điện tuyệt đỉnh kinh công. Trong nhảy mắt, hai người đã đứng ở trong phòng. Cả hai trợn mắt nhìn, chỉ thấy một nữ tử áo trắng thanh lệ lẳng lặng ngồi ở trước bàn, đôi mắt lạnh lùng nhìn hai người. Vừa thấy dung mạo cô gái này, hai người đồng thời trong lòng tán thưởng một tiếng. Quân Mặc Tà thật sự diễm phúc quá tốt rồi. Chương 504, đụng trúng đại lão bản.
quả nhiên là mỹ nhân sắc nước hương trời, tuyệt thế giai nhân. Thu thủy di thần ngọc di tốt, phù dung như điện liễu như mi. Nữ tử như vậy, trong chốn hồng trần tuyệt đối tìm không ra người thứ hai. Quản cô nương chớ có kinh quản, ta không phải là người xấu. Đối mặt với bậc tuyệt sắc mỹ nữ, hại nước hại dân này, trực tiếp đối diện, hai H.I. bịt mặt, cảm thấy nhất thời cử chỉ hạn chế. Cư nhiên còn chắp tay, trước nói một câu không phải là người xấu. Mai Tuyết Yên cơ hồ nghe chuyện hai người này mà nở nụ cười. Hai người, hai đại nam nhân không mời mà đến, ban đêm xông vào khuê phòng của nữ tử. Cư nhiên còn có thể mà nói mình không phải là người xấu, chẳng lẽ là quân tử sao? Hai vị khách quý, nếu tự xưng mình không phải là người xấu, như vậy trăng sao đã đậu trên trời, cớ sao mà yên lặng đi vào? Hai vị vừa rồi, tựa hồ có gõ cửa, chính là chủ nhân còn chưa hề mở cửa đón khách. Hai vị liền như vậy tùy tiện xâm nhập, tựa hồ không để ý. Lấy hành vi vừa rồi của hai vị, tiểu nữ thật khó có thể không nghĩ nhị vị có hay không cấp cho một tiểu nữ lời giải thích đi. Mai Tuyết Yên cười dài nói. Hai người trong mắt nhất thời có vẻ xấu hổ, do dự không thể nói chuyện. Hai người này đều là tuyệt đại cao thủ, nguyên tính toán lấy thần pháp mau lẹ lấy đồ vật rồi đi, như thế nào cũng không nên xuất hiện cái loại tình trước mắt này. Nhưng mà bọn hắn đối mặt chính là ai? Bọn hắn đối mặt chính là một đời thiên phạt chi chủ, cùng bọn người đứng đầu tam đại thánh địa ngàn dài ngàn dế Mai Tôn Giả. Đây mới chính thức là cao thủ cao tận chín tầng trời. Mai Tuyết Yên tuy rằng đã toàn diện thu liễm hơi thở quanh thân, mặt ngoài nhìn qua cũng không khác nữ tử bình thường. Nàng tuy rằng cứ như vậy ngồi bình tĩnh, chưa từng vận dụng chút quyền công, càng chưa từng vận khởi tí nguyên lực nào, nhưng mà tự nhiên vẫn có một cổ khí tức cường giả cũng đã làm cho hai vị cao thủ này lâm vào tâm thần đại loạn, cho nên hai người mới có vẻ thất thần. Thật giống như là một đám chuột đi qua nơi cửa mèo, mặc dù là không có hiện thân, không lên tiếng, nhưng mà đám chuột cư nhiên lo sợ từ trong xương tủy đi ra. Hai tà đã quấy rầy cô nương tất nhiên là rất bất an, nhưng mà chỉ cần cô nương giao ra diệp cốt đan, huynh đệ của hai ta lập tức quay đầu đi, tuyệt không có một chút mạo phạm. Một vị H.I. bịt mặt ôn tồn nói, cô nương có người tao nhã, cũng hiểu hai huynh đệ ta không thể tay không mà đi ra được. Diệp cốt đan sao? Mai Tuyết Yên trong mắt thần sắc vừa động, khẽ mỉm cười, sai lệch nghiêng đầu chậm rãi nói, nếu ta không giao, hai vị muốn dùng sức mạnh à? Nếu là ta không giao, một câu nói này làm cho hai vị đại cao thủ nhất thời có một chút tức giận. Tiểu nha đầu này, chúng ta đã cấp mặt mũi cho ngươi rồi. Đan dược này liên quan đến an nguy của thiên hạ, thật sự là một chuyện lớn. Chúng ta vốn là không định mạo phạm, nhưng mà nếu như cô nương nhất định không chịu giao ra, vì thương sinh của thiên hạ, chúng ta đây nói không chừng phải đắc tội thôi. Hắc y nhân làm như tiếc hận thở dài một hơi, nghĩ đến sắp động thủ với cô nương nhan sắc mỹ miều này. Trong lòng cư nhiên thấy không phải, tự nhiên cảm thấy thương hương tiếc ngọc. Quan hệ đến an nguy của thiên hạ trong tương lai, vì thiên hạ thương sinh, quả nhiên thật lớn. Tiểu nữ tử thật sự không có đảm đương nổi. Đắc tội, các ngươi tính toán đắc tội ta sao? Tiểu nữ tử cũng muốn thỉnh hỏi hai vị hán tử ngang tàn này muốn đắc tội với ta như thế nào đây? Mai Tuyết Yên cười nhẹ, cười đến dân đạm phong kinh, nụ cười này giống như mặt đất hồ xuân, từ đầu mày cho đến cuối mắt đều thể hiện sự phong tình, nhưng lại có ý trêu chọc. Chúng ta... Ánh mắt của một hắc y nhân dĩ nhiên thẳng đến. Cái vị này thân là chí tôn cấp bậc cao thủ, tuổi càng đã không biết là bao nhiêu năm, ánh mắt cao bao nhiêu, đương nhiên nhìn ra được Mai Tuyết Yên mỹ mạo, mỹ lực đã là độc nhất thiên hạ rồi. Người rốt cuộc là ai? Hắn rốt cuộc phát giác địa phương này có một chút không phù hợp. Ở trên người Mai Tuyết Yên một khí tức chậm rãi phát ra. Rốt cuộc nữ tử này là người như thế nào? Có thể lấy mấy lời ít hỏi để mà áp đảo hai đại chi tôn cấp cường giả sao? Đây là bao nhiêu kinh ngạc khiếp sợ. Hắn tự nhủ, nhất thời đem cái đầu óc đã muốn choáng váng làm tỉnh lại. Ánh mắt của hai người đồng thời chuyển sang nhìn Mai Tuyết Yên, lộ vẻ đề phòng cực đoan. Mai Tuyết Yên duỗi lưng một cái, ngáp một cái thật xinh đẹp,
bàn tay ngọc ngà nhỏ bé che miệng, tựa hồ chưa có tỉnh ngủ nói. Không biết hai người các ngươi là Độn Thế Thiên Cung, Chí Tôn Kim Thành hay là Mộng Nguyễn Huyết Hải, trừ phi là người của ba địa phương trên, nghĩ đến không có nơi nào khác mở miệng là an nguy thiên hạ, im lặng là tương lai chúng sinh. Mới nói xong câu đó, Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng dặn dòng eo nhỏ một cái, hai mắt đột nhiên hoàn toàn mở ra, hai đạo quang mang bắn ra. Chỉ một thoáng, hai đại chí tôn tay chân lạnh lẽo, dưới hai đạo mục quang nhìn chăm chú, toàn thân trên dưới đều có một loại cảm giác bị người ta nhìn thấu. Không phải là không động được, mà là không dám động, bởi vì vừa mới động, tự thân tất nhiên lộ ra một chút sơ hở. Sơ hở chính là sơ hở, cho dù là sơ hở rất nhỏ, cũng là sơ hở. Cô gái trước mặt tuyệt đối là cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ trong cao thủ. Lúc này đây, thật đúng là đánh lên thiết bản rồi, nhưng mà thiết bản này đến từ nơi nào? Thật là ngoài ý muốn. Cô, rốt cuộc cô là ai? Vì sao mà biết Tam Đại Thánh Địa? Nếu biết chúng ta từ Tam Đại Thánh Địa mà đến, vẫn dám cùng chúng ta đối nghịch sao? Một hắc y nhân lên tiếng, có thể thấy được trong nháy mắt này, mồ hôi tuôn ra như suối. Tam Đại Thánh Địa thật giỏi lắm sao? Chúng ta vì cái gì không dám cùng nó đối lập? Ngoài cửa, một tiếng cười duyên vang lên, một lục y thiếu nữ đi đến, cười vô cùng tự nhiên. Mắt sáng, răng trắng, tóc đen như mây, phiêu dật như cành liễu đón gió. Người này đương nhiên là Xà Như Thiên Tầm. Cơ thể hai người lại cứng ngắc. Lục y nữ tử vừa mới đi vào cửa, ít nhất cũng là chí tôn cao dài cao thủ, tuyệt đối so với bản thân hai người không yếu hơn, thậm chí còn có phần mạnh hơn. Cao thủ như thế, ở thế tục xuất hiện một người đã là phi thường khó khăn. Nhưng mà tối nay ở cùng một căn phòng là có thể đụng phải hai người, giả lại một người còn đáng sợ hơn. Giờ khắc này, hai người đều có một loại tính toán, phải lập tức trở về quý tộc đường, đem cái tên Đường Bàn Tử hung hăng ngược đãi một chút, sau đó rút mở cả người của hắn đem đi thắp đèn. Lần này chính là do Đường Bàn Tử mưu hại rồi. Nhưng mà hai người cuối cùng, cả một đời cao thủ, trong nháy mắt vững vàng lại có thể ha ha cười. Tuy rằng tiếng cười khàn khàn khó nghe, nhưng mà thật là cười, không phải là khóc. Tuy rằng là tiếng cười kia cũng giống như tiếng khóc, không sai biệt, cơ bản không có gì khác nhau. Vị cô nương chắc không phải là Quảng Thanh Hằng tiểu thư chứ? Bên trái, một hắc y nhân cười cười trấn định. Huynh đệ của chúng ta, hai người hôm nay nhận thua, nhưng không biết thua trong tay vị cường giả nào đây. Ngươi vẫn chưa hề trả lời vấn đề của ta lúc nãy. Mai Tuyết Yên hơi hơi buông thõng mi mắt, chậm rãi nói. Hơn nữa khi ta hỏi, luôn luôn không thích lặp lại, càng không có thói quen chờ đợi. Việc đã đến nước này, chẳng lẽ cô nương muốn trở mặt? Quả thật là muốn cùng Tam Đại Thánh Địa đối lập sao? Làm cho hết thảy không còn đường sống sao? Âm thanh của một hắc y bịt mặt điềm nhiên nói. Mai Tuyết Yên lạnh lùng cười một tiếng. Mà coi như đồng thời đối mặt với Tam Đại Thánh Địa thì sao? Ta cũng không có gì sợ hãi cả. Hơn nữa là ta cho các ngươi lưu lại mặt mũi, muốn làm cho chính các ngươi nói ra. Ngàn vạn lần không cần lãng phí cơ hội ta cho. Mai Tuyết Yên từ từ nói. Các ngươi, Tam Đại Thánh Địa, mỗi một bộ y phục đều có dấu hiệu. Đây là một loại hành vi ngu xuẩn. Ta chỉ cần lột bỏ hắc y của các ngươi, đã liền biết các ngươi từ phương nào đến. Bốn cô nương không có động thủ là cho các ngươi mặt mũi rồi. Không phải là không động thủ, các ngươi cương nhiên còn dám không nói. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ ta còn có thể tha cho các ngươi đường về sao? Có vẻ như bốn cô nương không có thiện lương đến vậy đâu. Nhưng mà cô, rốt cuộc là ai? Hai người đồng thời lui từng bước, hoảng sợ nhìn Mai Tuyết Yên. Mai Tuyết Yên ngồi ngay ngắn bất động, sắc mặt lạnh lùng, nàng không nhúc nhích. Nhưng mà trên người tự động toát ra một bạch khí dày đặc như là linh xà nhô lên, cao vũ động xuống. Xà một tiếng, một đạo bạch khí nhảy mắt, đem áo của một vị hắc y kéo xuống một mảng lớn, lộ ra bên trong một bộ áo tím viền bạc. Cùng lúc đó, khăn che mặt của người này cũng rơi xuống, lộ ra một bộ mặt nhăn nheo già nua, tóc hoa râm cùng với ánh mắt kinh ngạc. Hai vị hắc y nhân này lúc bạch khí mà toát ra, nhảy mắt đã muốn cực lực né tránh, nhưng mà dù thế nào cũng không tránh khỏi. Nguyên lai là người của Mộng Nguyễn Quyết Hải, lại là ngân cấp hộ pháp, cấp bậc thật là không thấp.
Mai Tuyết Yên thản nhiên nhìn nói, bất quá hai người các ngươi rất là lạ mặt. Hẳn không phải là từ thế tục gia tuyển nhập Mộng Uyển Quyết Hải, các ngươi là người xuất thân bên trong của Mộng Uyển Quyết Hải. Cô... Hai người mồ hôi đầm đìa. Hồn nhiên thiên phong kia lão nhân vẫn khỏe chứ? Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng cười, ôn nhu hỏi một câu, là hắn cho các ngươi đến trộm diệp cốt đan sao? Các bạn vừa nghe xong tập 116. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.